Chào bác, đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Jan ATX Pro được trang bị full bộ và rút Shimano Alivio. Giá thì bên em đang bán mức giá chỉ có là 6,2 triệu, và các bác đã được một chiếc xe mang full cấu hình Shimano Alivio rất là ngon, không nhôm, nước sơn nguyên bản. Tổng thể của chiếc xe thì cũng còn rất là đẹp. Đuôi trụ rỗng, full bộ alumino, nước sơn thì khá là đẹp. Do là xe bãi và đã qua sử dụng nhiều nên là cái chất lượng của sơn này nó cũng không còn được đảm bảo, nó đã có một vài vết xước nhỏ cũng không thể tránh khỏi được. Về phía trên tay lái được trang bị bộ tay bấm Alino. Và giờ em sẽ vào đo size và chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Giá em đã để đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Và chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m 58-60 đến 1m70 đi là phù hợp. Thì chiếc xe đang bán bên em với mức giá là 6,2 triệu bao ship toàn quốc. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.